cũng khá là khác lạ ấy. Đây có cả chun chun này, có cả cam cam. Bên này thì up lên trên Facebook để cho các bạn xem nhé. Bộ ảnh này trông lấy thai của hai ông bà già khi đã có đây, sách theo hai đứa con lên một bên chẳng như mốc. Trông giống Stranger Things nhỉ? Đúng không? Dạ, trông kiểu Stranger Things ấy. Bộ ảnh này thì rất khác so với những bộ ảnh gọi là bắt cảnh khác thôi. Nhưng mà bộ này thì sẽ có pose thì không pose được dáng với cam ấy, thì sẽ không diễn được quá. Bộ ảnh này để thay toàn bộ lại cover của Facebook trong thời gian sắp tới. Hey, đi làm cùng bố mẹ ăn cơm này. Mà đã chén hết rồi. Con ngủ chưa? Con đi làm với bố mẹ con buồn ngủ không? Bọn mình còn nốt một set cuối này thôi. Ui đấy, thấy chưa, bố vào chờ tiếp, ra chờ tiếp. Bây giờ là set thứ cuối. Set nhau đúng không? Xui đôi. Ít khi được đi làm với bố mẹ như thế này. Đấy, mà mỗi lần đi thì...